Sa thú. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 62. Utta Matthi Thanang Matthi Itipalo Vihanyati Atta Hittano Natthi Kuto Buddha Kuto Thanang. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Đó là bản dịch của nhà Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con tôi, tài sản tôi, đó là u não cho người cuồng si. Trong ta ấy có gì? Tài sản con cái khác chi mộng trường. Đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Vottamati thanamati itipalo vinhanyati attathiyatanunati kuto bhutta kuto thanang. Vottamati thanamati itipalo vinhanyati attathiyatanunati kuto bhutta kuto thanang. Vottamati thanamati itipalo vihanyati attathiyatanunati kuto bhutta kuto thanang. Dạ, con xin hết. Xin mời cô Đăng Đông tiếp theo. Sa thủ đại đức tuệ đức, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức tuệ đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammacari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 62. Putta matthi thanang matthi iti ba lo vihanyati
Atta hi atta no na thi. Cô tổ bút ta cô tổ tha năng. Bút ta mát thi tha năng mát thi. Y tí bà lô vi hành nha tí. Atta hi atta no na thi. Cô tổ bút ta cô tổ tha năng. Bút ta mát thi tha năng mát thi. Ý tí bà lô vi hành nha tí. A ta hi a ta no na thi. Cú tô bút ta cú tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Bút ta mát thi tha năng mát thi. Ý tí bà lô vi hành nha tí. Atta hi atta no na thi. Cú tô bút ta cú tô tha năng. Con tôi, tài sản của tôi, đó là u não cho người cùng si. Trong ta ấy có gì? Tài sản con cái khác chi mộng trường. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý đạo, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 62. Putta matthi tha nam matthi iti pa lo vi hành nhati atta hi atta no matthi kuto putta kuto tha nam. Putta matthi tha nam matthi iti pa lo vi hành nhati ta hi áp ta nô na thi cu tu cu ta cu tu tha năng. Bồn ta man thi tha năng man thi. Y ti ba lô vi hành nha ti. An ta hi an ta nô na thi. Cu tu bồn ta cu tu tha năng. Bồn ta man thi tha năng man thi. Y tí ba lô vi hành nha tí. An ta hi an ta no nam tí. Cú tô cú ta cú tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta hay không có, còn đâu tài sản, con đâu tài sản đâu, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con tôi, tài sản của tôi, đó là u não cho người cùng si. Trong ta ấy có gì? Tài sản con cái khác chi mộng tường, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi tài sản của tôi, đó là ưu não do mình thường suy. Trong ta ấy có gì? Tài sản không có khác chi mạng trường. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Vinh Đức. Và cảm ơn Vinh Vác Thanh đã bóp bài ạ. Và con xin gửi nhất lại cho đạo tràng. Sa thu lần thầy Siddha Chân Đạo. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đà hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp cú số 62. Và cảm ơn đà hữu Châu Phán Siddha đồng Siddha Nhật Thuyền Siddha Chân Đạo cho biết nghe rõ và tin an cho biết nghe rõ. Putta mati thanam mati iti balo vihanyati attahi attano natthi kuto putta kuto thanang. Putta mati thanam mati iti balo vihanyati attahi attano natthi kuto putta kuto thanang. Putta mati thanam mati iti balo vihanyati attahi attano natthi kuto putta kuto thanang. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Con tôi, tài sản của tôi, đó là ưu não cho người cuồng si. Trong ta ấy có gì? Tài sản, con cái, khác chi, mộng trường. Bản phổ thơ của Ngài Giấy Đức và Nam Mô Phút Tha Giá. Mến mời Siddha Cẩm Vân tiếp theo. Dạ, sa thú kính cảm ơn huynh Quát Thanh Á. Dạ, Nam mô Bố Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ quý cô tu nữ cùng quý Phật tử. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 62. Putta matthi thamang matthi iti balo vihanyati attahi attano natthi kuto putta kuto thamang. Putta matthi thamang matthi iti balo vihanyati nhá tí atta hi attano natthi kuto putta kuto tha măng. Putta matthi tha măng matthi ý tí ba lô vi hành nhá tí atta hi attano natthi kuto putta kuto tha măng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Con tôi, tài sản của tôi, đó là ưu não cho người cuồng si. Trong ta ấy có gì? Tài sản, con cái khác chi, mộng trường. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cấm Dân đã ôn bài xong. Kính mời bàn tay của cô thử Thâm Má Chá Rí và mời cô. Yeah.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Nha, Nam Mô Tham Ma Nha, Nam Mô Sang Kha Nha. Dạ, cảm ơn cô Giặc Đông đã cho biết người đó. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, con Tham Ma Cha Dĩ Kinh Đánh Nẻ Thượng Tọa Minh Hạnh, Kinh Đánh Nẻ Đại Đức Tịnh Đạt, Kinh Đánh Nẻ Đại Đức Tệ Đức, Kinh Đánh Nẻ Cô Tệ Duyên. Xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn chú Phá Thả Ná. Ngày sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 62 ạ. Bùa ta ma thi thà năng man thi y tí ba nô quy hành nhà tình a ta hi an ta nô nán thi cu tô bùa ta cu tô tha năng bùa ta ma thi thà năng man thi y tí ba nô quy hành nhà tình a ta hi an ta lo nan thi cu to bồ ta cu to tha năng bồ ta ma thi tha năng ma thi y tí ba no quy hành nhà thi a ta hi an ta lo nan thi cu to bồ ta cu to tha năng con tôi, tài sản tôi, người ngu, sanh ưu lão, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu, đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con tôi, tài sản tôi, tài sản của tôi, đó là ưu lão cho người cuồng si, trong ta ấy có gì, tài sản con cái, khác chi mọc trường, đó là thổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Dạ, còn quý vị nào không mời bàn tay kế tiếp ạ. Không thì mời cô Nhật Quỳnh đỡ hộ bàn tay dùm nha. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Thăm Má Cha Ri. Dạ, cảm ơn Sích Trăng Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên, Sích Trăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Giảng Đông với cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh hỏi nha. Dạ, con không biết quý vị nghe âm thanh của Cẩm Vân và Sích Trần Đạo như thế nào sao? Hay là tại máy của Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh nghe nhỏ quá. Dạ, không biết là tại bên máy Nhật Quỳnh hay là... Dạ, con tri ân sư. Không có sửa được. Dạ, rồi. Dạ, bây giờ thì... thấy Quang Thanh mà chắc có lẽ Quang Thanh không cầm mic được, rớt mic rồi. Dạ con xin một lần nữa con thành kính đảnh đại chư tôn đức, con thành kính đảnh đại đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Lá đã cho bài học. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ con xin ông bài ạ. Bụt ta mát thi tha nam mát thi y tí ba lơ vi hành nhá ti a ta hi a ta nơ na thi cú tơ bụt ta cú tơ tha năng. Bụt ta mát thi tha nam mát thi y tí ba lơ vi hành nhá ti a ta hi a ta nơ na thi cú tơ bụt ta cú tơ tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bồ Tát Ma Thi Tha Nam Ma Thi Ti Ba Lơ Vì Hạnh Nha Ti A Ta Hi A Ta Nô Na Thi Cú Tô Bụt Ta Cụ tổ tha năng. Bùa ta ma thi ta nam ma thi ti ba lô vì hành nha ti a ta hi a ta nô na thi cụ tổ bút ta cụ tổ tha năng. Con tôi, tài sản tôi, con tôi, tài sản của tôi có, đó là ưu não cho người cuồng si. Trong ta lấy, ta ấy có gì, tài sản, con cái, khách chi, mộng trường.
Dạ, đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, không thấy có bàn tay bị nào nữa nên con xin được xin phép được đóng rùm mà đóng khóa sổ ông bài. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên xích đàn đâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tại đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 62. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên, cô tu nữ thâm má cha trí đã ôn này. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Cẩm Vân huynh Bát Tha Ná Xích Trần Đạo Xích Thi Na Xích Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài kinh 62 ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp quốc kinh số 63. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bút Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bút Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài và chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi ân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt, Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp cứu kinh ngày hôm nay câu số 63 từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh này. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt tại diễn đàn pháp quốc kinh. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, 6 tháng 7 năm 2021. Và ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu âm thanh. Ngày hôm nay chúng ta diễn đàn pháp cú, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 63 thuộc phẩm Ngu Pa La Quốc Gác. Pa La Quốc
Dạ đúng rồi, dạ cô Rạng Đông. Mà tại Bình Phước bây giờ trời đang mưa, mưa cũng rất là to. Hy vọng rằng không có bị ảnh hưởng với đường truyền. Quý vị có nghe được âm thanh rõ không, mà có bị rè hay là giật? Dạ cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ Tịnh Đài xin được phép bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính kính lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức cùng quý vị có mặt ở Diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, ngày hôm nay diễn đàn chúng ta sẽ học đến câu Kệ Ngôn Phong Phú số 63 ở Phẩm Ngu Palawaka. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 63 có nội dung như sau. Yo palon manyati panyang bandito vabitena so palo cha bandita mani sawe palo ti vujati. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Yo palo manyati panyang bandito vabitenaso palo cha bandita mani sawe palo ti vujati. Là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Người ngu nào biết được bản chất ngu dốt của mình, do vậy kẻ ấy cũng chính là người trí. Còn kẻ ngu nào có sự tự hào là trí, kẻ ấy, chính kẻ ấy được gọi là ngu. Trước tiên thì dạ, Nam Mô Bụt. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 63 này. Yo palo manyati panyang. Câu đầu tiên. Yo palo manyati panyang. Yo là người nào. Pa lô hay là pa lá là người ngu, kẻ ngu. Và kẻ ngu đây chúng ta cũng nên được hiểu dưới cái sự nhận định của Phật giáo. Manyati là biết được, nhận thức được. Biết được hay là nhận thức được. Panyan ở trong từ điển thêm cái nghĩa, ngoài cái nghĩa ngu dốt, panyan có nghĩa là bản chất ngu dốt, còn cái nghĩa là dại khờ, mà giống như là một cái đứa bé không có hiểu biết, một cái đứa bé còn khờ khạo. Yo palo manyati panyang. Câu thứ hai là bandito vabite naso. Bandito vabite naso. Bandito là người trí, và người trí ở đây cũng nên được hiểu dưới cặp mắt của Phật pháp. Bandito Wabi. Wabi ở đây là kết hợp với hai từ Ý Vá và Api. Ý Vá là như vậy, giống như vậy.
Api có nghĩa là cũng. Api có nghĩa là cũng. Tena, tena, do vậy, nhờ vậy. Do vậy, nhờ vậy. So là người đó. Người đó. Câu thứ ba, Palo cha Pandita Mani. Yo Palo cha Pandita Mani. Palo cha Pandita Mani. Palo là người ngu. Chá có nghĩa là và. Chá có nghĩa là và. Pandita Mani được hình thành bởi hai cái từ là Pandita và Mani. Pandita là người có trí. Mani á, Mani có nghĩa là tự hào. Tự hào nó xuất phát từ cái từ mana là ngã mạn đó. Cái người sở hữu cái tính chất ngã mạn gọi là mani. Tự hào. Pandita Mani. Câu thứ tư. Câu cuối cùng, Sa we palo ti vuccati. Sa we palo ti vuccati. Sá có nghĩa là người này. Về thật vậy. Palo tí, Palo y tí. Palo là người ngu. Cái dấu phẩy trên đầu đó là cái dấu tỉnh lược của cái từ trong ngoặc Palo cộng với từ y tí là rằng đó. Ý tí rằng Uchati được gọi là, được gọi là Uchati được gọi là. Và như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 63. Và một lần nữa nội câu pháp cú số 63 như sau. Yo palo manyati panjang bandito wabi tenaso palo cha bandita mani sawe palo ti vuccati. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần, ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần chỉ ngu. Nam mô Bức Hà Giá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ, về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 63 này. Dạ thưa quý vị, rằng câu chuyện kệ ngôn pháp cú liên quan đến hai người bạn là nghề múc túi Ganthipedaka Chorawat, Ganthipedaka Chorawatu. Hai người bạn hành nghề móc túi. Câu kệ ngôn này được nói đến khi Đức Phật ngày ngự tại thành Chetavana, chùa Chetavana. Lúc bấy giờ thì có một cái thời giảng pháp như thường lệ cho các cư sĩ Phật tử. Giống như là thời chúng ta bây giờ có những cái buổi pháp lễ đông đúc
bà con đến tham dự. Thì trong một cái hội chúng như vậy thì cũng có người này người kia, người tận dụng cái thời gian đến để mà nghe pháp, xin giới, tu thiền. Cũng có người lợi dụng cái thời gian đông đúc, nhiều người không có để ý, hớ hên để mà tìm cái lợi ích ở trong việc đó, đó là móc túi hoặc là lấy cắp những cái món đồ hay trang sức, tiền bạc mà những người không có để ý. Và một người thì tận dụng cái thời gian, và cũng là trong đó có người thì lợi dụng cái thời gian. Thì ngày hôm đó có một cái buổi pháp hội, và có hai người bạn hành nghề móc túi, cũng với cái ý niệm, với cái ý đó là đi đến kiếm chác ở trong cái buổi pháp hội mà do Đức Phật ngài thuyết giảng. Thì thưa quý vị rằng hên sao trong cái buổi thuyết giảng đó lại hữu duyên với là một trong hai người làm nghề móc túi, và đi đến với cái ý đó là móc túi nhưng mà lại lắng nghe cái thời pháp, bị cuốn hút bởi cái thời pháp và quên đi cái công việc của mình. Và cái kết quả đó là anh chàng ta hiểu cái thời pháp đó một cách rõ ràng, với tâm trong sạch, và ngay lúc đó anh ta đã thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn, bậc thánh thứ nhất. Quả là một cái duyên lành rất là may mắn. Đối với người còn lại thì cũng đi đến cái pháp hội đó, nhưng anh ta cố gắng lén lút len lỏi để mà tìm cơ hội móc túi cướp đoạt những cái món tài sản, tiền bạc hay là vật dụng nữ trang. Và anh ta không có để tâm gì đến cái thời pháp mà Đức Phật ngài đang thuyết giảng. Ông cũng là cái duyên nghiệp của chúng sanh. Nhưng mà khi kết thúc cái buổi pháp thoại thì mọi người ra về, và hai người bạn này lại tụ họp tại một cái ngôi nhà. Thì người bạn, cái người mà thành công trong cái việc móc túi được một số của cải tài sản á, thì lại nói người bạn của mình còn lại là: sao nhìn anh cũng lanh lẹ, sáng suốt, thông minh, nhưng mà tay chân chậm chạp, không có thu hoạch được cái gì hết để mà sinh sống, cuộc sống thì khó khăn. Anh ta đương dương tự đắc với cái nghề móc túi thiện xạo của mình. Còn cái người bạn, cái người kia, cái người mà chú tâm nghe pháp và chứng được thánh đạo quả Tu Đà Hoàn, tu Đà Hoàn đạo, Tu Đà Hoàn quả, thì cái người này không có để ý với cái lời nói của cái người bạn của mình, mà anh ta đang đắm chìm ở trong cái an lạc của cái đạo quả mang lại. Và anh ta mang cái câu chuyện này đến chùa để mà trình lên chư tăng, trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nương theo cái câu chuyện của hai người bạn là hành nghề móc túi mà đi nghe pháp như vậy đó, Đức Phật ngài đã sắp tấn khích lệ và đã nói lên, kết thúc bằng câu pháp cú số 63 mà chúng ta đang học đây: Yo pa lo man ya ti pa lang Bandito wa bi tenaso balo cha bandita mani sa we palo ti wo chati.
Thì sau cái buổi sách tấn khích lệ đó thì những cái người có mặt, những cái người quyến thuộc của cái người thiện nam đã chứng đắc đầu quả tu đầu quần đó. Đạt được nhiều cái kết quả thiện nam tín nữ ở trong Phật giáo. Và thưa quý vị rằng từ đầu Tịnh Đạt có trình bày, khi mà chúng ta nói về chữ Palo hay là chữ Panita được nhìn ở góc khía cạnh của Phật giáo, bởi vì đây không phải từ ngữ mà chúng ta thường dùng ở bên ngoài nói về cái người ngu hay là cái người trí, mà chúng ta thường nói là cái người khờ khạo, cái người ngu si, cái người đần độn hay là cái người thông minh sáng suốt ở ngoài xã hội, cũng là cái danh từ đó thôi. Nhưng mà với cái nhìn của Phật giáo thì cái ý nghĩa của cái từ ngu hay là cái người trí nó khác hoàn toàn. Thường thì đời thường của chúng ta, đối với cái người nào mà học ít hiểu nhiều, học nhanh nhớ lâu, thì chúng ta cho đó là cái người thông minh sáng suốt, khôn khéo ăn nói giao thiệp, có thể làm đẹp lòng những cái người đối diện, thì chúng ta cho đó là cái người sáng suốt. Còn cái người vụng về trong công việc làm ăn, về trong cái công việc, trong cái việc học tập, hay là vụng về trong cái việc giao thiệp xã giao, làm thì chậm chạp, nói thì như là nước đổ lá mô, không có nhớ được bao nhiêu, học thì chậm, hành thì lâu, thì chúng ta cho đó là những người ngu, những người thiếu trí. Nhưng trong góc nhìn của Phật giáo thì cái người ngu và người trí nó không có hạn hẹp như vậy. Ở trong Phật giáo nói với cái người ngu và cái người trí đó, thì chúng ta cần phải nói đến là cái đạo đức, cái đạo đức, hoặc là nói về cái gọi là cái công phu hàm dưỡng tu tập của nội tâm. Từ đó chúng ta sẽ nhận định đó là người ngu hay là người trí. Lấy ví dụ cụ thể ở trong bộ Kinh Pháp Cú chúng ta đang học Phẩm Ngu đó, thì chúng ta có bắt gặp những cái ví dụ hay là những cái dẫn chứng mà Đức Phật Ngài muốn nói đến cái người ngu. Giống như là câu Pháp Ngôn Kệ Ngôn số 60 mà chúng ta đã học, có một câu đó là: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Thì ở đây được định nghĩa người ngu ở trong Phật giáo đó là không biết chân diệu pháp, được gọi là người ngu. Chứ không phải là không biết tốn nhân tốn chia, hay là tốn cộng tốn trừ, hay là không biết may vá đồ áo, hay là không biết làm một cái công việc để sinh sống, đó là người ngu. Không phải vậy, mà là người không biết chân diệu pháp, được gọi là người ngu. Hoặc là câu số 64 mà chúng ta sẽ học, nó là: người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Ở đây cũng định nghĩa người ngu là không biết được chánh pháp, không biết được chánh pháp. Và giống như là câu số 67 nữa, đó là: nghiệp không làm chánh thiện, làm rồi sinh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đó là cái tính chất của cái người gọi là Pala, người ngu, là người làm những cái việc không có tốt. Nói riêng
là đạo đức xã hội. Nói chung đó là nghiệp không tốt do thân khẩu ý thì được gọi đó là người ngu. Câu 71, như là nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, trái ngầm theo ru như lửa cho cha đầy. Nó đó là cái bản chất tính chất của người ngu, đó là luôn luôn có cái khuynh hướng gây hấn, làm hại cho bản thân, làm hại cho người đối diện, làm hại mình, làm hại người, và luôn có cái khuynh hướng tạo cái những cái bất thiện nghiệp không có tốt. Còn ngược lại, người có trí, và đặc biệt là người có trí trong bộ kinh Pháp Cú này, Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh đó là những bậc trí thánh nhân. Và chúng ta lưu ý là những bậc trí thánh nhân, không phải là đơn thuần là cái người có trí tuệ, hiểu biết về luật đạo, hay là hiểu biết nhanh nhẹn thông minh trong cái việc đó là tính toán, mà Đức Phật Ngài muốn nói đến là cái người trí trong cái trí tuệ là những cái vị thánh nhân. Cho nên từ cái ý nghĩa này đó, chúng ta thấy rằng câu số 63, cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này, chúng ta đọc ai cũng có thể nắm được cái phần ý nghĩa đó là người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Ở đây giống như là một cái người biết khiêm tốn, biết khả năng của mình đang là ở điểm mức chỗ nào, đang là trung bình, đang là yếu kém, thì cái người đó nhận định rằng mình đang ở cái mức độ trung bình hay là yếu kém. Nhờ nhận thức, ý thức được cái việc yếu kém của mình, cho nên người đó có cái sự tiến bộ. Ở đây xin lưu ý một điều nữa, đó là khi mình đọc câu kệ ngôn Pháp Cú này, không biết quý vị có bị nhầm lẫn khi mà hồi nhỏ Tịnh Đạt có đọc đó, thì có bị nhầm lẫn một mình nghĩ đơn giản thôi chứ không phải là nhầm lẫn. Tịnh Đạt nghĩ đơn giản đó là bây giờ tự nhiên mình ngu, mình nghĩ mình ngu, hoặc là mình biết mình ngu, thì như vậy trở thành người trí. Nó quá đơn giản. Nhưng không phải, thưa quý vị. Cái việc mà ý thức hay là nhận thức ra vấn đề đó, nó là cái bước khởi đầu, là cánh cửa mở ra, là bậc thang đầu tiên. Chứ nó không phải là thành tựu từ người ngu trở thành người trí, mà là cái điểm khởi đầu và bắt đầu cho một cái quá trình để mà chúng ta thay đổi, để mà chúng ta tiến bộ. Từ câu 1 cho đến câu 2 chúng ta đọc rất là ngắn, nhưng mà từ câu 1, người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí, thì phải nói là một cái quá trình phải nó đánh đổi, cố gắng, nỗ lực, không những một đời, hai đời, ba đời, mà cũng phải là nhiều đời để mà tụ được cái câu số 2. Người ngu nghĩ mình ngu, nhận thức là mình ngu, nhận thức, ý thức được mình đang yếu kém, và nhờ vậy thành có trí là phải cần phải có một quá trình. Chứ không phải là đơn giản là mình nghĩ như vậy là đủ. Và cái việc mà người ngu nghĩ mình ngu á, mình nói như vậy á, thật sự ra nó không hẳn là dễ đâu. Bởi vì chúng ta còn nhiều cái cản trở, mà nhất đó là cái ngã mạn. Cái ngã mạn nó không cho phép mình tự nhận mình thua, tự nhận mình yếu. Và nhiều khi có tự nhận hay không á, nó cũng còn cái gọi là thật sự là mình có chấp nhận, hay là mình chỉ khiêm tốn, hay là mình chỉ là giả bộ là mình yếu kém hơn, hay là mình đang bị gọi là cái người ngu.
Nó không phải đơn giản là mình nghĩ là mình ngu là mình dễ làm đâu. Chính bản thân mình đối diện mình cũng chưa, mình cũng phải xét lại là mình thật sự là mình nhận mình ngu chưa. Chứ đừng nói chi là mình nói với người thứ hai, người thứ ba, hoặc là mình nói với nhiều người. Cái câu chuyện vui như thế này nè, một cái đứa bé mà đi học phổ thông đó nha. Một cái đứa bé đi học phổ thông á, thường á, tâm lý chung đó là ít cái đứa nào chịu nhận nó học giỏi lắm. Mặc dù là nó học cũng khá, nó học điểm cao. Mà nếu mà người lớn mà khen nó đó, quý vị thử để ý, người lớn mà khen một cái đứa bé học giỏi đó thì nó làm sao? Nó nghe lời những người khác nói là à, khi mà người ta khen con á, người ta con đừng có nhận, con hãy khiêm tốn trong cái việc học của mình. Nhưng mà nhiều đứa nó nhận như thế này nè, à, trời ơi, thấy con cô bác đi đến nhà, thấy học giỏi, học bài mau thuộc, điểm cao, khen. Nó nói thôi, con không phải đâu, con không phải học giỏi đâu. Con học cũng thôi, con không phải đâu, con không phải học giỏi đâu. Con học cũng trung bình nè. Mà cái câu trả lời đó, thưa quý vị, rằng nó có một cái tâm lý khác ngoài cái sự khiêm tốn, quý vị biết là cái gì không? Đó là muốn được người ta khen thêm lần nữa. Tao thấy mày học thọ giỏi thiệt, tao khen thiệt chứ mày khiêm tốn làm chi? Đó, khen thêm lần nữa, muốn được khen thêm một lần nữa. Cho nên cái việc mà tự nhận tính tình hay là cái bản chất của mình đang xấu, nó cực kỳ khó. Nó không phải là đơn giản, nó cũng phải trải qua một cái quá trình tự mình nhìn bản thân mình. Và một cái điều này đó, nó khó nhưng không phải là không làm được. Bởi vì khi mà mình tự quay về bản thân mình nhiều và thường xuyên đó, thì chúng ta sẽ nhận ra vấn đề đó là tại sao mà tâm hồn của mình có nhiều cái cặn bã dơ mà từ trước tới giờ mình không có thấy. Càng lắng dịu, càng yên tĩnh thì chúng ta càng thấy cái tâm hồn của chúng ta còn vẩn đục rất là nhiều, rác rưởi trong tâm hồn nó rất là nhiều. Bình thường thì giống như là mặt hồ đang dậy sóng, chúng ta lo bươn chải cuộc sống bên ngoài, chúng ta lo những cái cuộc giao thiệp hay là những cái mối quan hệ này, giống như là những cái gợn sóng làm cho mặt hồ bị động, và chúng ta khó lòng nào chúng ta nhìn thấy những cái cặn bã ở đáy hồ. Và khi mà chúng ta yên tĩnh nhờ công phu hành thiền hay là chịu quán sát về nội tâm đó, thì chúng ta giống như là mặt nước được yên lặng, trong suốt. Và khi đó chúng ta thấy rằng những cái chất chậm cặn bã, rác rưởi ở dưới cái đáy hồ nó rất là nhiều. Thì đó là cái quá trình, cần phải có cái quá trình để mà nhận diện cái bản chất. Và khó nó không phải là không làm được, chúng ta có thể làm được. Cũng giống như là một cái câu nói càng học càng ngu đó, quý vị có thấy có mâu thuẫn cái câu nói này không? Tại sao có nhiều người ta nói là càng học thì mình cảm thấy là càng ngu? Bởi vì khi mà mình mở rộng kiến thức ra đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trước giờ cái kiến thức của mình nó nhỏ bé quá. Có những lúc mình tự hào về cái sự hiểu biết, cái văn minh, cái tiến bộ của bản thân mình đó. Mà khi mà mình học cao hơn nữa, mình học thêm được nữa, thì chúng ta tự mắc cỡ với những cái tự hào đó. Chúng ta là tự hào với cái nhỏ bé mà chúng ta không có hay. Và khi mà chúng ta có cái nhìn rộng bao quát hơn thì tự nhiên là chúng ta thấy mắc cỡ với những cái tự hào mà trước đây chúng ta rất là thích. Thì đó cái việc đó là càng học càng thấy ngu. Mà người nào càng học càng thấy ngu là người đó có cái sự tiến bộ. Còn như mà có cái sự tự hào về cái
cái tiến bộ của mình đó, là người đó đang dậm chân tại chỗ. Dạ. Ở trong cái việc thực hành trong ý nghĩa của Phật pháp, nó cũng có cái ý nghĩa như vậy thôi. Khi mà chúng ta làm các công đức hay là chúng ta tu tập đó, có những cái chướng ngại, mà cái chướng ngại này nó có là do chính nhờ những cái công đức mà chúng ta đem lại. Nó hơi mâu thuẫn tí xíu. Ví dụ như là một cái người thích làm công đức bố thí cúng dường, và qua một cái quá trình thời gian, tự nhiên người đó tự hào với những cái công đức đó, thì đó là những người đang bị vướng lại bởi những cái công đức chính do mình làm ra. Bởi vì khi mà mình đã thỏa mãn với những cái công đức mình làm ra thì người đó không có tiến bộ được nữa. Bởi vì cái mục đích cứu cánh ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó là diệt tận phiền não, và ít nhất là trở thành một cái vị thánh nhân, bậc hữu học. Và nói chi đến là cái việc hành thiền đó, có những cái chướng ngại của cái việc hành thiền bởi những cái sự tiến bộ trong thiền, giống như là ngồi có cái sự an lạc, ngồi có cái sự thoải mái, thích thú, hoặc là ngồi thấy được những cái ánh sáng, những cái quang cảnh tốt đẹp, hay là những cái bậc thiền chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Chính vì sự thỏa thích ở trong an lạc của thiền đó, thì người này đã tự cột mình dậm chân tại chỗ, không có tiến xa hơn nữa. Cho nên cái việc mà tự mình nhận ra mình đang vướng mắc á, phải nói là một công phu rất là khó khăn, rất là khó khăn. Và chính vì khó khăn đó mà khi một người vượt qua được á, thì người đó sẽ có cái sự tiến bộ, dù ít dù nhiều. Ngại nhất á, là không phải là cái thử thách khó khăn, mà ngại nhất đó là cái việc đó là tự hào với cái khả năng của mình, thì rất là dễ bị thất bại. Ở trong câu chuyện này á, là cái người bạn mà móc túi thành công trong cái pháp hội đó, cái người đó rất là tự hào bởi mấy món nghề của mình, và chê bai cái người kia đó là sao mà cuộc sống thiếu thốn mà lại hành nghề không có tốt như là mình. Thì cái sự tự hào của một cái kẻ thiếu hiểu biết với cái hành động xấu xa của mình được cho là cái người ngu. Dạ, được cho là cái người ngu. Và với cái người trí, nhất là cái người trí đã thấy được ánh sáng của sự an lạc của Niết Bàn, hay là ánh sáng của cái việc đó là diệt trừ phiền não đó, thì với cái việc đó là sự tự hào của người ngu đó không có để tâm đến, mà chỉ biết mình đang còn thiếu sót, mình cần phải nỗ lực thêm nữa. Ở cái ý nghĩa này thì chúng ta nhớ lại có một cái bài kinh ở trong Trường Bộ Kinh, bài kinh ví dụ lỗi cây đó, chúng ta cũng có thể dẫn chứng ở đây để mà làm rõ cái ý nghĩa. Ở trong bài kinh lỗi cây đó, đó là Đức Phật Ngài ví dụ một cái người đi tìm lỗi cây, đứng trước một cái cây thẳng đứng, bỏ qua cái người đó, lại bỏ qua lỗi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, người đó chặt cái nhành lá. Và chính vì cái ý nghĩa này đó, Đức Phật Ngài muốn nói là khi mà đến với giáo pháp, đến với lại cái sự học đạo đó, thì được cái sự cung kính lợi đắc, và tự nhiên cái người đó lại bị vướng mắc đắm chìm ở trong cái sự cung kính lợi đắc đó, giống như là người đi tìm lỗi cây nhưng mà không nhận thức được
đâu là lỗi cây, đâu là nhành lá mà mang nhành lá đem về. Thì trong các bài kinh lỗ cây thì quý vị có thể tìm để đọc thêm trong cái ý nghĩa này. Quan trọng trong cái câu kệ kinh Pháp Cú số 63 này đó là khi mà mình còn là những người phàm phu đang bước đi trên đường giải thoát, tìm cái cách để mà tiến bộ đó, thì chúng ta hãy khoan bằng lòng với những cái thiện pháp mà mình đã từng làm, những cái pháp hành mình đã từng kinh nghiệm, mà hãy cho đó là một bước tiến bộ và cần nỗ lực cố gắng hơn nữa. Và hãy thường xuyên nhìn xét bản thân mình để tìm, để nhận thức, để ý thức rằng mình đang còn yếu kém để tiến bộ thêm. Và cái nhận thức đó phải được nhìn nhận với cái gọi là tự mình nhận thức, chứ không phải do một cái tác động của cái phiền não ngã mạn, hay là tác động bởi một cái lời khen tiếng chê của bên ngoài mà mình lại nói là mình yếu kém hay là mình không bằng ai. Mình nhìn nhận mình yếu kém không phải là mình đang tự ti, mà là đang nhìn đúng cái sự thật. Mình không quá là tự hào, mình cũng đừng là tự ti, mà là hãy dựng bước để mà tiến bộ. Đó là cái ý nghĩa mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ qua câu kệ ngôn pháp cú số 63 này. Một lần nữa Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay, và xin được kính dâng phần công đức này đến chư tăng và toàn thể quý vị. Cầu mong cho quý vị luôn được sự an lành và tấn hóa trong con đường giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Havato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nuha vena sada sati phong văn trú tê. Havato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa hamma nuha vena sada sati phong văn trú tê. Bhagavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nukha vena sada sati bhavan tu te. Tất cả phương con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi đường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành lũ mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Tịnh Đạt Đại Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vâng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Yadeva ta santi viharawasini
thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bù chi ta xót thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha map cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sắp ba na bù ta su khi ta pa quan tu tê cha la bù cha ye pi cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma qua răng ba thiên cha tê sắp về pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm môn tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bề pi tham ma cha ri nô bút thêm sâm pa hu na ya ma tham ma ri ya pa về đi tê. Chúng con chư đại đức tăng kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin sumit.